Hôm nay đi lại mẹ coi mẹ đang làm gì nè cả nhà. Nè, cái chạy cạc của em mấy bữa trước mình bẻ cạc rồi cả nhà, bây giờ bỏ hết rồi. Bây giờ cày bỏ nè, ông xã em đang cày cày bỏ hết rồi cả nhà, đang chuẩn bị trồng vụ mới á. Tháng 8 á, là trồng lại vụ mới rồi. Còn mé bên kia còn hai vòng cha mẹ em đang làm bển đó cả nhà. Ông xã thì cày mấy cày để xới đất lên á, đang chuẩn bị tháng 8 đang trồng lại cây giống mới á. Cho nên là bây giờ chuẩn bị đất này kia các kiểu. Vậy mình đi lại coi cha mẹ em làm nha cả nhà. Coi hôm nay cha mẹ làm cái gì rồi mình ăn cơm với món gì nha. Xin chào cả nhà. Hôm nay cha làm cái gì vậy? Hôm nay hổm cà bẻ, giờ cà tàn rồi cả nhà. Giờ mình nhổ bỏ, mình đạp bỏ trong rễ xới rồi. Bắt đầu tháng 8 mình trồng lại khác ha cả nhà ơi. Rồi chúc cả nhà vui vẻ nha. À, cha với mẹ đi làm cả nhà. Gọi cái này nữa là gọi luôn ấy ha. Làm gọi luôn vòng đây luôn không hay là sao? Ở gì mất công vô ra nữa ha. Có mua bún không? Không. Có mua bún lấy gì ăn? Nấu mồi bún nhiêu đó, thấy không? Chưa coi nữa. Đây nồi bự luôn. Đây nồi bự luôn à. Bữa nay mẹ nấu bún riêu cả nhà. Điện hồi con đi chạy xe đi mua bún. Mua bún với mua gì nữa? Hôm nay được ăn bún riêu rồi, ngon quá rồi. Thôi vậy con đi vô ngủ một bên đi mua bún rồi đó nha. Ờ với mua giấy á. Dạ. Thôi vậy đi vô cả nhà ơi. Đi vô đi mua bún đặng chưa vô. Ăn bún riêu, mẹ có nấu bún riêu. Cần tới siêu thị cả nhà. Đi vô siêu thị này mua bún. Ờ. Bún canh. Quầy bán thịt cả nhà. Đi mua bánh cho Kiện Minh đó, Kiện Minh phái ăn phô mai lắm, đi mua phô mai cho Minh ăn. Đây, Minh phái ăn loại này nè. Minh phái ăn phô mai này lắm, mua cho Minh 4 bịch. Để đây đi, mẹ để đây nè, cho Minh cầm một bịch đi. Wow. Thích quá rồi. À, đi nha. Giờ đang đi kiếm chỗ mà bán bún á cả nhà. Bún khô á, mình mua sau đó mình về mình luộc. Đây là quầy bán đồ ASEAN á cả nhà. Đây là chuyên bán đồ nước ngoài á. Em đang đi kiếm bún, không biết nằm chỗ nào đây. À, đây đây đây, thấy gì cả nhà. Mua ba gói đi để dành ăn luôn. À, mua ba gói bún. À, mẹ tới nè, Minh la quá, Minh không thấy mẹ, Minh la quá. Rồi vậy là xong rồi đó, hôm nay mình mua bún. À, đi mua kẹo cho Minh nha. Nha, Minh đã ăn kẹo để mua cho Minh cây kẹo. Mua cho Minh cây kẹo. Giờ đi lại quầy tính tiền rồi đi về nha cả nhà. Mẹ nấu bún riêu xong rồi cả nhà. Nãy đi siêu thị mua bún về cho mẹ luộc bún á. Luộc xong hết rồi mẹ nấu này ngon ghê hồn không. Tô bún riêu chất lượng không, cái tô này mà đi tiệm ăn chắc 20 ngàn mới vừa đồng tiền á. Có bằm thịt bằm mà riêu cua nữa đó. Cả nhà ăn bún riêu cả nhà ơi. Cả nhà mình ăn bún riêu với gia đình em nha. Ăn bún riêu cả nhà ơi. Nhưng mà chưa vô ăn bún riêu. Còn bún chấm không có đấu dẫn thêm. Cho ăn tô bự. Nấu bữa nay nấu xương mềm dữ không? Xương mềm dữ ha. Xương mềm mới ngon. Là tô bún chất lượng ghê không cả nhà. Đó, cái này của em nè, phần em là ăn tô. Em ít ăn mà em chơi ăn tô. Em ít ăn được cái mảnh nuốt. Ngon quá. Chà không ăn nước mắm hả? Có, chẳng mất chén. Ăn mất cay đâu. Cay em không được. Ủa gì có củ cải trắng nữa mẹ? Ở đâu có củ cải trắng nữa vậy? Củ cải trắng mỗi lần mua ra để dạng. Thế gì còn nít hả? Nước nó châm. Mẹ quên dặn mẹ bỏ nhiều nhiều cà gót cho chị Minh ăn. Nấp lắm. Hồi nãy đi siêu thị, đi quận về, đi mua về lên xe ngủ. Kêu mua đợi mua cái kẹo, mua cái kẹo, mua kẹo ngậm cái ngủ luôn. Mấy kẹo vô họng luôn.
còn giật ra uống hết luôn. Ngủ được gì không biết, còn nhớ cái kẹo không? Quá hấp dẫn, ăn tôm này ứ hự luôn rồi. Ừ, no tới chịu ha. Ừ, dạ, ăn tôm no tới chịu luôn. Cà ruộng hết rồi, giờ xong rồi mình làm còn có một chảy dưa thôi nè. Giờ làm có chảy dưa, giờ múc bẻ dưa rồi. Rồi ăn những gì đang đói ăn mới ngon. Chồng em nó không có ăn được món Việt Nam đâu, cho nên là nó không có ăn chung với gia đình. Có ăn thịt nướng hay này kia đồ á thì nó ăn chung được. Ừ, chứ còn xa, nấu nướng ngon quá, ngon thiệt. Đi con đi ăn tiệm mà đâu bằng nhà mình nấu đâu, đâu ngon đâu. Bà xã nấu ngon lắm người ơi. Vậy mở quán bán bún nhiều. Vậy rồi. Nó ngon không cho mở quán trời. Nó ngon quá thì Hùng đi cha bỏ vốn qua cho mẹ bỏ công đi. Mở quán đồ má. Mở gì? Tôi múc ông bưng đi. Chị bàn hả? Cho chị bàn. Chị bàn. Cái gì tao không có tổ chức trên trời. Có mẹ. Mở bên hông á. Dạ. Có á. Cho nó không thốt mà. Chị bàn rồi với người ta chứ. Không, bán bún là trước mắt sáng là nhà mình ha. Cha ăn tô nè, anh ba ăn tô nè. Cả nhà thì 4-5 tô rồi. Trước mắt là sáng sáng thấy mở bán gà có 5 tô rồi đó. Bữa nay có gà bún bàn ngon quá. Nấu nồi bún cái nấu là ăn mấy bữa để em cơm nấu rồi ngon quá luôn. Bữa nay thiếu gì biết không chưa? Dạ thiếu mắm tôm. Dạ đúng rồi, mà cha đâu ăn mắm tôm đâu, có hai mẹ con mình ăn không. Bây giờ mà mắm tôm dưới lắm này về bển á, cái người ta ăn cho ông ao biết là cái tưởng mua mắm tôm mà mới nấu bún riêu biết ăn. Bởi vì ăn bún mà không có mắm tôm thì đâu ngon hả? Lúc nào quá dương hơn nhà treo bịch bịch chỗ hết chỗ góc nào cũng có mắm nguyên ở mắm tôm chưa. Ăn bún này kia là không có mắm tôm thôi, không có gì bún luôn. Thịt nhóc dương ăn cha. Thịt nhóc rồi. Ừ. Rồi dứt cục thịt nè. Bữa nay đâu có đặt cà đường nữa nè. Ừ. Mình nãy đói bụng kia nó mì chăng rồi đó nè. Ừ. Thế còn nữa đó. Còn trái gì không mà mình nên dứt một nửa cho giờ ớn. Rồi mất rồi em bé đi đợi bé giấu hoài cho nè. Biết là ngày nào cũng vậy chứ. Chả đi đâu chịu đi đâu mẹ. Chứ tới cô quẹo bắt là phải quẹo đó đi, vẽ gì hấu biết á. Ừ. Sáng đi ra ngoài khóc không chịu đi. Tại vì vẽ gì hấu, tại vì vẽ gì hấu mới chịu đi. Là buổi chiều đang nghỉ em ơi, hãy làm dưa leo ha. Ừ. Nó bé dưa leo rồi. Cũng chừng nhớ bữa nay người ta gửi lưới cho mình. Gửi lưới bữa nào đi nhận lưới ra. Nhân lưới kiếm cá. Nó mới dính đó hả? Yeah, lấy dưa leo đem đi à? Nay bà xã nấu bún riêu ngon quá, mình ăn hết một tô cả nhà. Xin tạm biệt cả nhà nha cả nhà, gặp lại lần sau nha. Gia đình em cũng xin tạm biệt cả nhà nha. Mình kết thúc ở đây. Ăn rồi cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video sau nha.